Ok, tôi vừa chế tạo thành công xong một chiếc chổi từ những chai lọ nhựa đã qua sử dụng nhé các bạn nhé. Qua đó là được giảm đi cái phần nào rác thải nhựa hiện tại bây giờ cực kỳ nhiều các bạn ạ. Đây, đây là chiếc chổi bằng vỏ chai nhựa đây các bạn này. Đấy, đây, đây là chiếc chổi bằng rơm nha mọi người nhá. Đấy, chiếc chổi này hoàn toàn có thể thay thế được chiếc chổi này được rồi. Ok, thì qua video này tôi muốn chia sẻ các bạn rằng là các bạn đừng nên vứt rác bừa bãi hay là những rác thải nhựa như này, các bạn nên tái chế lại, sử dụng lại bằng một cách đơn giản như của tôi thôi, đó là một chiếc chổi các bạn nhé. Đấy, thì tôi xin kết thúc video ở đây. Các bạn nếu mà thấy cảm thấy video này hay thì hãy chia sẻ và hãy nhớ đăng ký kênh của tôi nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.